Anh em Hiếu xin chào tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn. Xin chào cả nhà nhá. Ngày hôm nay thì một ngày trời mưa cả nhà, mưa rả rích, mưa nhỏ thôi không to. Nhưng mà hôm nay thì anh em Hiếu và Muôn cũng sẽ cố gắng vào rừng để chia sẻ với cả nhà một cái trải nghiệm, một cái ngày, những cái ngày mưa anh em vào rừng xem chúng ta sẽ làm được những cái gì và tìm được những cái gì vào những ngày mưa ở trong rừng. Mời tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đồng hành cùng hai anh em trong video ngày hôm nay. Anh em đang đi qua cái khu rừng rẻ này này. Cái hạt rẻ này thì sóc nó đã ăn đi rồi cả nhà, nhưng mà nó vẫn còn sót lại một số trái thì anh em sẽ nhặt lại, và trên quá trình đi thì anh em có thể là dùng nó để ăn nướng chẳng hạn. Cái bản chất của cái rẻ này thì khi mà nó còn sống thì nó vẫn hơi chát, hơi đắng, nhưng mà khi nướng chín ăn cũng được cả nhà. Anh em sẽ đi mình gom xem có không nha. Trời mưa cả nhà nên là cái âm thanh rồi cái hình ảnh nó sẽ chất lượng nó sẽ kém nha cả nhà, nó tối. Trong rừng bây giờ cả nhà nghe tiếng lách tách vậy. Ừ. Đây cả nhà. Đó. Nhưng mà những cái hạt to thì nó ăn hết rồi cả nhà. Con này nó khôn lắm nha. Cái này là mình dành nhau với sóc thôi. Đúng rồi. Mình đang dành phần của nó đấy. Nó thải ra rồi mình lượm chứ cũng không phải là dành nữa. Dành của mấy đứa ở trong dưới đất ấy. À. Mình bỏ vào ba lô của cậu. Mùa của nó. Càng ngày càng nặng hạt thôi. Đứng ở chỗ này núp được á. Được không? Được. Hai anh em hai bên đi. Có ăn thua. À. Có ăn thua. Mình tìm cái chỗ nào để mình núp đi cậu ơi. Chắc có chỗ nào để làm. Chắc có lá cỏ lá chuối gì không? Nhờ. Bây giờ cứ đi đã. Qua bên đây coi. Hồi nãy cứ tưởng là mưa nhỏ, anh em quyết định vào rừng, nhưng mà giờ vào rừng thì mưa lại to cả nhà. Anh em sẽ tìm chỗ nào có cái lá gì để mình che làm cái chỗ mình nghỉ cái chỗ đó, chỗ mưa đó. Tổ mối này cả nhà, tổ mối to nhờ. Chọc thử xem có trứng không. Rồi, tổ mối. Thử chọc nhâm nha. Mình giống tổ ong nhờ. Mình giống tổ ong vỏ vẽ nhờ. Cái này thì thực ra là trứng nó không nhiều đâu cả nhà. Nó là những cái con như kiểu con mối ấy. Cả kiến cả mối ở trong ấy, nó không có trứng nhiều. Thế nếu mà tổ kiến này anh em có thể dùng lấy để lấy trứng để làm món ăn được. Không có gì luôn cậu. Đó, những con đó, những con đó. Này, toàn mối đó. Đây là con mối nha cả nhà. Này. Kiến mối này. Mối, mối chứ không phải là kiến nữa. Nó không có trứng. Để từng nữa rồi đấy. Từng dối. Rau này. Hoa rừng giống cây bạc hà nhỉ. Không phải. Nhưng mà không phải đâu. Hoa đẹp. Anh em sẽ lấy lá chuối mình làm cái chỗ trú mưa tạm thời đây cả nhà ơi. Kiếm chỗ nào nó cao đi. Đây chỗ này nó cao rồi này. Chỗ này này. Chỗ này đấy. Chứ không có mưa này là anh em mình ướt hết. Tận dụng cái mưa nứa này luôn này. Nứa này mình buộc lên cái chuối kia luôn cũng được mà. Được mà. Mình làm cái chỗ mình ngồi thôi. Đó. Cái này có đốt lửa được không? Bây giờ nó ấm thì cố gắng đốt thôi. Chết rồi. Có nó có chặt hoài rồi. Có cái dao đó, tay nó. Làm cho nó dốc tí đó cậu ơi.
Nhìn nó bằng quá. Quá. Nhìn nó bằng quá. Đấy, cẩn thận. Lôi người theo luôn, theo lao đấy. Chưa. Đó. Đơn giản thôi mà. Ừ. Mưa mà. Thế mà nắng thì thế nào cũng được. Đấy chưa. Đấy thôi nhỉ. Được rồi đấy. Không thể trú được ở đây cả tuần. Mùa mưa này là lá chuối nó lau khô. Có khi cả tuần thật đấy. Mưa này thì chừng nào cho nó khô. Mưa cứ mưa đi, ai buồn biết buồn. Không có buồn không? Mưa à? Ừ. Vừa buồn vừa vui. Buồn chứ, tại vì không kiếm ăn được. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mưa thì mình cứ chia sẻ với cả nhà những cái cảnh mưa ở trong rừng. Được không? Bà bốn cái là được. Để ngồi đó mà. Để ngồi đây. Thôi gì cũng gì đâu mà. Làm bánh tây đó mà. Này hơi cong quá. Kệ nó. Ngồi không quan trọng cong nữa. Chỗ cong thì mình không ngồi, ngồi cho thẳng thôi. Ít quá nhỉ, làm vài cây nữa nhỉ? Được rồi. Hả? Được rồi đấy. Chưa? Được. Mình có mỏi mệt thì mình nằm lên chứ. Bình thường. Hả? Quá ok luôn. Giờ đốt lửa lên. Xong để tớ. Xong cứ làm lửa đi nhá. Để tớ chặt thêm vài cây nhá. Ừ. Rải cho nó dài dài thì anh em ngồi thoải mái. Rồi rồi rồi. Ướt hết rồi cả nhà. Bây giờ ướt mà vừa ngứa rồi. Thôi bây giờ tạm thời cái mái che là ổn rồi. Mưa không có giọt. Chỗ này vẫn rào. Thôi đây. Không sao đâu. Mình tạm thôi mà. Đừng có trúng hạt nào ra hạt đó là được rồi. Lâu lâu nó trúng một hạt. Trăm triệu hạt mưa, không hạt mưa nào rơi nhầm chỗ. Nên là nó sẽ rơi trúng mà, đúng không? À, cái dây kìa. Đơn giản thế thôi cả nhà. Là anh em có một cái chỗ trúng. Ôi ôi. Chỗ trúng. Ôi ôi. Gãy rồi. Ôi ôi. Gãy rồi, gãy rồi. Trời ơi, làm sao nặng quá. Nặng quá, mưa nhiều quá. Bây mưa giờ nặng, mưa nặng quá. Nâng lại, nâng lại đi, nâng lại. Thôi bây giờ để ra đỡ nhá. Rồi, rồi, rồi. Khói. Khói à? Khói. Qua đây, cậu đỡ bên kia này, lên này. Đỡ bên kia, nhập tiếp kìa. Đỡ bên kia này. Kia mình phải làm lại. Nhiều khi cũng không đơn giản cả nhà. Nhiều khi mình cứ làm tạm quá nhưng mà tạm bợ quá thì nó lại cũng nguy hiểm, cũng bị sụp luôn. Nhiều khi nó cũng không như may mắn, không như ý muốn. Đang sủa ở đây. Con nó rơi xuống dưới. Đang hay là đứt dây đàn. Yeah.
Ui, ướt hết rồi. Anh em vừa hoàn thành lại được cái mái che cả nhà sau một cái sự cố bị sụp. Phải chống đằng trước này lại. Bởi vì hồi nãy là làm đơn giản quá cứ nghĩ. Nhưng mà cái lá chuối nó nặng ra phần mưa. Mà bây giờ làm xong thì mưa lại nhỏ rồi, mưa giảm rồi. Bây giờ anh em đốt lửa ngồi nghỉ sưởi ấm tí nhé, quần áo ướt hết rồi. Sáng nay thì anh em đi trên rừng xuống này, có nhặt một số trái này cả nhà, rẻ này. Bây giờ anh em sẽ tách ra nhé, tách trái ra thôi. Rồi mình sẽ luộc lên. Bây giờ anh em sẽ luộc thôi cả nhà, chứ nướng ở đây thì nó rơi ra hết. Là những cái trái này còn ăn được các bạn. Cho vào ông nướng mình đốt lên, nướng lên. Còn vài trái chứ mấy. Một chùm như này không biết là có ăn được nữa hay không nhé. Tụi này nó khôn lắm. Cứ cho vào nồi thôi, vào ống luộc. Được hạt nào thì được. Ăn hết rồi. Cái này được hạt này còn ngon này. Cái này có hai hạt ngon. Ờ, cái này được hai hạt. Này này chắc nó làm rơi đấy. Đây, đây, hai hạt, ba hạt. Cái này nhiều này, nhưng mà có khi nó sâu nhiều này. Ừ. Mình cứ lấy đại nó đi. Tí là mình chập ra ăn được hạt nào thì ăn. À, bây giờ anh em sẽ ra cái suối này xem tìm có gì ăn không ạ nhỉ? Bây giờ thì cũng gần về chiều rồi, hơn 12 giờ trưa rồi. Ở đây thì mình nướng, luộc. Cho nước vào là luộc. Cái này là tinh bột đấy cả nhà. Hạt này là tinh bột đấy. Nó thay cơm được mà. Đầy ống. Đầy không đầy đâu. Chắc nó bị vướng thôi. Đầy ống này là cũng đủ đấy. Rồi, bây giờ anh em Hiếu sẽ đi ra suối đi kiếm ăn nha cả nhà. Xem có cái gì không. Mình chưa ăn củ dương sỉ bao giờ, hay là lấy một củ ăn đi. Cái củ cây dương sỉ này có thể ăn được cả nhà. Anh em sẽ tìm cây nào nó thấp thấp, anh em sẽ lấy một củ nhé. Cái củ mòn của nó để mình nướng nhé. Bây giờ mưa này anh em cũng không đi đâu được nữa, xa đấy. Ướt lạnh rồi, anh em sẽ về làm để ăn tạm nhé. Lấy mấy cái mầm non này về nướng. Củ này này cậu này. Đó, đủ no luôn cả nhà. Củ to như củ tay. Đó. Hai củ nữa. Thế mình có hai củ trong tay. Ui giời. Thôi rồi. Mình sẽ lấy cả cái thân của nó nữa. Cái đoạn thân non này. Đó. Dưới kia vẫn còn non. Còn non. Dưới đó nó. Còn là mình gọt cái này đi. Này thì thực ra cũng được, ăn sống cũng được cả nhà, nó hơi nhớt nhớt thôi, nhưng mà nướng vào thì ăn ngon hơn. Nếm thử trước cậu nha. Thử đi. Nó ngọt ngọt đúng không? Ừ, nó ngọt ngọt nhưng mà hơi nhớt nhớt. Này không? Nhớt mình sẽ nướng ra, nó sẽ ra hết cái nhớt đấy. Mình sẽ để cái củ này về mình nướng luôn này. Bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cái củ này này. Phần này nó non cả nhà này. Là anh em sẽ đẽo qua đây mình lấy cái lõi của nó. Ôi trời, đây này. Cái lõi của nó là ăn được từ đây luôn này. Mình sẽ đẽo đây cậu nhá. Đẽo mỏng để cho nó dễ chín. Đó. Chắc là phải nấu thôi cậu ấy. Nướng thôi không chín. Được chưa? Non chưa? Ôi lộn ơi, ui dao, ui trời ơi, trời ơi.
lọc nhiều không? Chọc bằng cái ấy hả? Chọc bằng nhọn nhọn hả? Cái mũi á. Ừ. Mình bớt cái kia nó chọc vào cái mũi. Đau. Thì lấy vừa thôi. Hiếu vừa chụp cái cái thơi kia, cái thì vô tình cái ngón tay nó chọc vào cái mũi dao rồi này. Bây giờ để cho Muôn làm nhé. Tay đang bị đau cái này. Bỏ ra là nó máu ra. Nhiều cái này nhiều. Bây giờ ăn không hết đâu. Không hết đâu. Nó kiểu nó nhớt giống như củ mài ấy cả nhà. Nó nhớt nhớt rồi. Những củ những củ mài hay là không bao giờ là có cảm giác nó chắc chắn đấy. Cũng là nó tơn thôi, bởi vì hồi nãy hơi Hiếu sơ sẩy cái là cái tay nó ra nó đau cả nhà, chọc nó sâu hết vào đây. Bây giờ máu nó cứ ra, buông tay là ra, nên là Hiếu phải giữ cái tay vào đây. Nó rất là non luôn nha, non vừa trơn này, non mà trơn cầm không nổi, nhìn cái này thôi. Nhưng mà cái này nó cũng có cái màu cả nhà, khi mà mình ra cắt ra xong rồi nó không trắng nữa, nó màu đỏ. Đúng rồi, nó chuyển màu ngay lập tức mà. Ừ. Cho vào cái ống này. Cắt mỏng cho vào đây luôn nè. Ừ, cắt từng miếng cho vào đấy mình luộc. Còn cái những cái củi non này mình sẽ nướng. Xem phát món nào ngon hơn nhỉ? Chắc là món nướng ngon hơn đó. Được. Được không? Được. Màu mỏng quá, dày quá. Cái này giống như khoai mài chưa? Giống như khoai mài luôn mà, giống như củ mài luôn. Để nó to quá, rồi lọt rửa trong này cho vào ống luôn nhỉ. Nước nó lọt. Lọt. Thì nó rất là trắng này. Nhưng mà khi mà mình cắt nó ra cái gió rồi nó vẫn có cái màu nâu như này nhé, nó nhớt lắm. Cái này thì ăn được, nó là họ cái cây cây rau dớn đấy cả nhà, nhưng mà dòng này là dòng dương sỉ to nhé, có những cây nó cổ thụ hàng trăm năm. Cái này thì anh em lấy cái mầm của cái con đó. Đây luôn này. Đây chưa? Đây luôn. Ờ thôi được rồi, từng đấy thôi. Còn nếu là những phần này anh em sẽ đem về cả nhà. Mai mốt đem về lán có gì mình nấu. Những củ này mình mới lâu lâu mới chặt một mầm thôi, nhưng mà mình có tận dụng hết luôn. Đó là thức ăn mà. Đấy, củ này này. Phần này là non này cả nhà. Nó giống như kiểu mà cái mình lấy cái ruột cây đu đủ cả nhà, nhưng mà cái này thì nó lại nhớt nha. Nhớt khủng khiếp luôn. Ừ, nhớt khủng khiếp luôn. Một hồi ra nó nhớt khủng khiếp. Lửa tắt queo rồi. À, tiếp tục cho cái này vào luộc luôn cả nhà. Hai ống. Không biết là ống nào ăn được. Ống nào ăn được. Ngon hơn. Mình cứ luộc đá. Qua chân đổ ấy. Lấy cái cây mà chống được. Đấy bên kia lại. Trực tiếp như này luôn. Chơi trực tiếp vào luôn. Mình cứ bỏ quanh quanh đấy cho nó. Đây nè. Làm giống như lửa trại ấy. Nóng lên là nó chín rồi. Nóng quá nha. Đúng không? Đấy. Rác dần tí là nó chín rồi. Rác dần chín đoạn nào thì mình ăn đoạn đó. Nó sẽ chín hết thôi. Nhìn này chứ đồ ăn đây là anh em cũng đủ sức chống trụ một ngày rồi đấy. Khi mà nó bắt đầu chuyển sang chín là cái nhớt, phần nhớt của nó ra nhé. Bởi thế anh em phải nướng hoặc là luộc để cho cái nhớt nó ra đi. Sôi làm tắt lửa rồi. Nhấc ra nhá. Nhấc ra luôn. Chứ cái đấy thì chắc chín rồi đấy. Nó ủ nãy giờ rồi các bạn. Từ lúc anh em mình đi lấy rau giờ. Thôi còn lấy ít nấm có nấu hay thôi nhỉ. Nấm chắc để lại đi cậu ơi. Thôi để lại đi nhỉ. Đem về nhà nấu cái gì nấu nhá. Nấu. Ok. Anh em nướng được mấy mầm rồi cả nhà. Được 3 mầm rồi nhá. Còn một mầm này cũng gần được rồi. Với lại cái món kia sôi nữa là anh em mình thưởng thức bữa
ăn toàn là cây rừng ở trong trong rừng mưa. Ngoài trời vẫn mưa cả nhà, vẫn mưa rả rích nha. Cái nước nó đỏ luôn, nó chát ấy. Bây giờ mình sẽ đổ cái hạt này ra đây. Đó. Còn nhiều không? Chưa ra. Hết rồi, nó chưa. Hết rồi, hết rồi. Hết thoải mái. Đó, hãy để mình lột ra luôn. Để đấy đi, từ lấy từ lột thôi. Bây giờ mình sẽ đưa cái này ra cả nhà này. Cái này thôi này nóng này. Thử cứ để ra, tính cào tính tay ấy. Cào tính tay đấy. Này, này, này. Cho cái nước nó ra trước. Ủa, khô nước luôn này cậu ạ. Khô mà, khô mà càng ngon thôi. Nóng, nóng, nóng. Không thể cầm cái này thôi, chơi được nó. Đây nhá. Đây là máng đi. Ủa, trời ơi. Trời ơi, cào hết rồi. Trời ơi, cào ra hết. Ôi, đấy thấy chưa, nó nhảy. Nó trơn đấy cả nhà. Ôi trời, tôi nhặt mấy miếng kia có được không? Thôi cứ để đấy đi, cứ ăn cái này nữa, đỡ nó no rồi thì khỏi nhặt. Xem rồi, uổng có, uổng có rồi. Rồi, tí nó mình gọt đi. Việt Nam cần cù. Nam cần cù. Để nóng nhé. Rồi, hôm nay thì anh em mình ăn nhạt nhé cả nhà. Rồi, mời cả nhà cùng để Hiếu bóc cái này ra luôn này, luôn này. Lột cái vỏ này ra luôn. Anh phải ăn từ trên xuống. Ăn từ trên xuống. Mình sẽ lột ra như này này. Đó. Wow, không trắng giống như dương xỉ đâu, nó màu đỏ đỏ cả nhà. Nó đen như này, buôn thông cảm nhé. Cái tay này, tao lột cho cậu luôn này. Đi đâu cũng thế mà. Đó. Nào, làm một miếng đi. Để xem nào. Ừ. Ôi trời. Ai mời cả nhà này. Hôm nay là ăn tất cả mọi cây rừng luôn cả nhà. Được không? Được. Được hả? Nó giòn hơn. Giòn hơn à? Nào, mời cả nhà nhé. Nó không chát lắm. Không chát. Nó có một vị hơi đắng một tí. Ừ. Hơi đắng nhẹ một tí. Nhưng mà nói chung là ăn được. Có. Có vị. Ngọt ngọt. Ngon. Ăn như kiểu mà giống như khoai ấy nhỉ. Khoai à? Khoai và mì. Thế nào? Vị có giống như nướng không? Cậu ăn mà xem, không có vị chát giống như kiểu cái cành của nó. À. Lá của nó, ăn được. Ngon á. Ăn, ăn. Ăn đi. Ăn được, đúng rồi. Nóng nhỉ. Đúng không? Ngọt nhỉ. Ngọt mà. Mà vẫn ít. Có một ít nhất nhất. Ừ, vẫn nhất nhất. Ăn được, ăn được. Ăn được. Bây giờ mình sẽ thưởng thức qua cái hạt dẻ cả nhà ơi. Dẻ này là để xem mình luộc lên rồi nó có đắng không nha. Đây, tay nó hơi bẩn. Cái này là đấy đấy, là cái này để chắc không? Không, cái này không chắc đâu, cái này sâu luôn. Này à? Đó, chắc lắm. Thử nha. Nào. Đó. Còn không? Còn không? Còn, còn. Còn. Đây này. Cái tay bẩn quá. Rừng à? Đây cả nhà. Ngon. Ôi da, thế. Cái hạt của nó đây, đó. Đây này. Đó, hạt nó đây. Để thử nếm xem là nó xem nha. Này sóc nó ăn nó khoái lắm cả nhà. Sóc nó ăn hết cả sâu này. Nó có cái sâu nữa. Đó, mình sẽ sâu mới còn cho mình chứ. Nó lột bỏ cái này đi. Mình nếm thử coi này. Mời cậu nha. Ngon nhỉ? Ngon hết. Ngon như hạt dẻ luôn. Ngon mà. Mà nó là hạt dẻ mà. Xem. Chừng bao giờ rồi đâu. Mà trong vùng nó tối nhanh đấy. Cái này không ăn nữa hả?
cho đi. Đấy, tớ đang đổ nướng. Anh em cũng vừa lót dạ qua mấy cái đọt cây cứ xỉ cả nhà, với lại một ít cái gì cái này nhưng mà không hên, toàn là xui bị sóc nó ăn, với lại quá thôi. Sâu nó ăn hết à. Giờ thì hết mưa là anh em chắc là sẽ tìm đường về cả nhà. Chứ ở đây thì thật sự là không ngủ được đâu, muỗi rất là nhiều luôn. Anh em mình ấy nè, cái đồ này, cái lá này anh em cứ để như này. Thì bữa nào ví dụ có đi qua đây mà gặp mưa anh em nó có thể trú được cả nhà. Bây giờ anh em mình đem mấy cái cây này về nhà có thể là kiếm được cái gì nấu. Tranh thủ đi về hôm tối cả nhà, bây giờ cũng chiều rồi. Nè, đi đi. Dọn dẹp rồi mình đi đi. Cần phải cắt đo cái trời mưa. Cần phải cắt đo cái trời mưa. Cậu đưa ba lô lại cho hai cái này vào nhé. Ngoài trời thì bây giờ đã hết mưa rồi nhé. Chỉ còn những giọt mưa phùn nhỏ, mưa bụi. Nên em cũng ráng đi về nhé. Ôi chà. Cậu biết tớ bây giờ là người rất là ẩm ướt lắm rồi. Bây giờ về mình thay đồ mình nghỉ thôi. Thay đồ nó cũng ướt lắm rồi, không còn cảm ra đấy. Ướt như chuột rồi. Tớ đi đường tắt chứ. Rồi, bây giờ chắc là phải thay đồ tắm rửa rồi. Mình xong khói đồ cho khô đi nha. Anh em về chiều giờ nghỉ cả nhà, nằm một giấc ngủ quên. Anh em tranh thủ đi soi một chút cả nhà nhá, ra suối đi soi. Nghĩa là lên cái đoạn dưới này mình soi một chút xong là đi lên suối. Bây giờ đi nhà, anh em đi mong là may mắn nhá. Mời cả nhà cùng săn đêm với anh em nhé cả nhà. Rồi. Hôm nay anh em sẽ lên rừng đi soi đêm. Em muốn bảo có con ếch cả nhà. Có. Vừa. Chiên không? Ăn. Nhưng có bắt được không? Con đầu tím. Hả? Mắt to. Mắt to à? Không phải ếch à? Ếch mà. Hả? Ếch to đấy chứ. Cũng được. Cũng được. Bây giờ anh em sẽ lên rừng nha cả nhà. Sẽ lên rừng. Lên đến đây để đi soi này. Bắt đầu. Anh em đang vào rừng. Vào khu bên đây là rừng. Bắt được không? Bắt được không? Cao. Cao à? Chụp chụp chụp. Hả? Được hả? Được không? Không bay nữa là được rồi. Đâu, được à? Đang rồi à? Ồ rồi, con gì đấy? Con cú chanh nữa. Ồ, cú chanh à? Đâu nào, xem nào. Ồ, cú chanh cả nhà. Cú chanh to nhá. Ui rồi, xem con này là hai anh em được mũi rồi đấy. Ồ, trúng ở đâu vậy? Cái cổ của nó. Ủa thế thì nó không kêu là đúng rồi nhỉ. Không nghe tiếng gì luôn. Mình cứ tưởng là nó bay chứ. À, mình đi xuống, xuống dưới này đi. Mình đi suối luôn nhỉ. Có trong suối không? Suối xem. Cứ mé mé suối thôi. Mé suối thì mình soi luôn. Coi có ếch rồi mình bắt luôn. Cũng lâu giờ là anh em cứ hay đi soi ở suối. Hôm bữa nay đi rừng chiến. Rừng có cái gì không? Có cái gì trên rừng, có cái gì. Chỗ lám này mình gần này. Đi cái này thì nói là gì nhỉ? Củi khô này. Thế mà nó bị rỗng mà không có ong nhỉ? Nó nhắn quá. Cái này còn lõi không này? Ừ, có cái cây khô toàn lõi. Cái này ở nhà về, có cái cột nhà được đấy. Cái cột lá này, cây nhỏ này. Ờ. Có ngon. Được không? Con gì vậy? Đúng rồi. Con gì vậy? Hả? Con gì đấy? Con đen này. Ồ, một con gì nữa đó? Gì vậy? Con này tớ gọi là con vạc mà. Vạc hả? Con gì? Vạc ở dưới rừng. Không phải, con giống như con cu nhỉ? Ừ, con giống như con cu. Giống như con cu cả nhà. Cũng giống cái dòng cu ngói, cu gáy. Đó, đó, con loại đấy. Giống con đấy. Ồ, hay rồi, được hai con rồi. Nào đi thôi. Có nghe một con nó bay ở đây này. Có nghe bay à? Ừ. Có thấy là hai con, có thấy là đập động nó bay không? Thấy em gì không?
rộng nha. Thường là rộng như này cũng khó thấy ếch. Ơ đây, có con gì nhảy đây này. Ờ, tớ vừa nghe nhảy vào đây. Trong này, trong này. Cắt đi đoạn nếu mà không có thì về coi. Coi được tập tạm mình nướng ăn đỡ đói thì anh em đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi. Đỡ run. Còn chiều thì ăn chưa đâu vào đâu, giờ có chút thịt cũng đỡ rồi. Rộng rạp quá cả nhà, thường đó nha. Đi soi mà suối mà rộng rạp như này thì khó. Khó soi lắm, ở chỗ này sạt lở. Có à. Ờ, cũng được, vậy là được hai con đấy. Thế cái gì cũng được hai con rồi đấy. Cái gì cũng được hai con rồi. Thêm một con nữa, ủa nãy đi không gặp nhỉ. À, con nhỏ. Được không? Ngon à? Thế là ngon rồi. Thế ba con hả? Ủa, nãy đi lên không gặp nhỉ? Giờ đi xuống thì thấy nhỉ? Ừ. Vừa về là trời mưa cả nhà ơi. Thành quả là tối nay là được hai em chim. Ba em ếch à? Về anh em nướng lên làm tí nha. Nói chung là tầm đó là quá ok rồi đấy. Giờ về anh em nướng này làm tí nha cả nhà. À, ấm bụng nha, rồi à, đi nghỉ. Trời bắt đầu mưa rồi. Muối quá, đốt lá này nhá. Ờ. Muối tốt cả nhà ơi. Đây cả nhà, nãy giờ anh em làm con ếch thì làm rồi, con này mới làm xong này. Để gác đây cho nó khô xong anh em mình đốt than lên mình nướng nhá. Đói rồi, đói rồi. Đói chưa? Đói rồi, đói rồi. Tiết kiệm đi. Cho lửa lên thôi. Cho lửa lên. Than lên thôi. Bây giờ mình gác lên đây thôi. Ừ, gác lên, gác lên đây này. Này luôn. Gác lên đây nhá. Cho nó nhăn chín. Đúng rồi. Con này không phải con cu, con gì ấy. Con gì đó là con cu không phải đầu thế đấy gọi. Con gì ấy. Con xanh. Con xanh. Con gọi là dòng như kiểu cu rốc ấy. Con rốc, cu rốc ấy. Chắc bọn nó đấy. Ếch vàng rồi. Vàng đỏ đẹp rồi đó. Ờ, chim cũng đỏ đẹp rồi. Tí nay anh em mình làm tí nữa là. Chắc phải ngồi đó thôi. Ngồi dưới này cho nó ấm nha. Ở dưới bếp thôi. Ừ, đang mưa. Đang mưa. Trời ngoài trời vẫn đang mưa lốc đốp như thế nè. Mưa nhỏ đó. Làm miếng thịt nha cậu nha. Ui, bây giờ mời cả nhà cùng. Mày quá là tối nay. Hai anh em được miếng con này. Bây giờ làm tí nhá. Tối nay anh em mình làm tí này. Cái này là rượu hạt chuối. Chuối bữa trước là mình thấy mình ngâm đó hả? Ừ đấy, cái hạt chuối cô đơn đấy con. Bây giờ thử thử xem như thế nào nhá. Thử thì như thế nào nhá. Anh em mình làm mỗi người một tí nha, ngủ ngon. Làm được đủ giấc thôi. Đúng rồi, ngủ ngon này. Hạt chuối này thì nó có tác dụng về xương khớp này cả nhà. Rất là tốt nha. Uống nó cũng ngon, dễ uống. Rồi, cầu xuống đi. Nào, anh em mình vô thôi. Tội gì không xuống. Đấy, bây giờ thịt thế này mà. Rượu thịt thế này đổ rượu ấy. Ừ. Đây, để này. Mình mời các cụ miếng nhé. Đây. Phải mời chứ. Mời các cụ miếng ở bên đây đây. Mời các cụ này. Rồi. Rồi, nào, mời, nhá. Mời cả nhà cùng dùng bữa tối với anh em nhé. Khuya, bữa khuya. Anh em đói quá nên đi kiếm ăn khuya cả nhà. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Nó ngọt nhỉ. Ôi trời. Đây. Làm cậu đây. Anh em mình làm miếng này trước này. Đây là biết gì không? Bộ lòng chim. Ôi trời ơi, có ngon lắm này cả nhà. Đây mời cả nhà nhá. Ừ, thơm lắm. Có muối ớt của hai anh em cứ để như này thôi. Bây giờ chim này là cứ xé ra, chén thôi cậu ơi. Thử rồi, đãi chưa? Mời cả nhà với hai anh em nhá. Bộ lòng nó có vẻ là hơi đắng đắng ấy. Đắng à? Đắng là có cái mật đấy cậu. À, mục đích là tớ để cái mật ăn nó đắng nó ngon. Mình ăn phải mật rồi. Làm miếng thịt chim cả nhà. Ngọt quá nhỉ. Ngọt lắm, giòn nha. Tới năm mới rồi đấy. Gần đến năm mới. Thử miếng chim lớn này xem có ngon không nào. Ăn đây cậu nhá. Này. Dài lắm. Thịt này ngon đấy nhờ. Anh em mình làm hai con này xong là đập gãy cổ mà. Gãy cổ, con này thì mất đầu. Con này bị xẹp đầu.
Ngon. Cũng phải làm cái đùi lá chứ. Đúng rồi. Làm đùi lá cho nó sớm. Đang đói mà. Đang đói. Nghe mày. Con Tùng làm tí rồi. Đấy. Cái này nha, sớm nha. Không lạnh, mặc áo ấm vào nha, không lạnh đấy. Có chứ, trời ơi, không có áo ấm mùa này là không ngủ được đâu. Không ngủ được đâu. Thế là anh em xin phép đi nghỉ nhé cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng mai. Nhà ngủ ngon nhá. Nhà ngủ ngon nhá. Đẹp nhá. Không biết là có đẹp không, toàn ăn rau không. Nhưng mà mơ gặp được em nào nhớ nói thì okay. Tới làm mai mối cho. Ok. Không, nếu mà mơ thấy em nào thì mình sẽ ở làm mai cho mình em. Phải nói trong giấc mơ luôn. Ờ. Ừ. Còn tới ngày mai nó không có tác dụng nữa đâu. Vâng, đi ngủ nhá, ngủ ngon nhá. Quý cô chú anh chị cùng các bạn thân mến, trong những cái chuyến đi rừng, anh em có thu gom một số sản phẩm của rừng như nấm lim xanh, được biết đến với nhiều công dụng ngăn ngừa và điều trị các căn bệnh về ung thư và hỗ trợ về hệ đường huyết, tim mạch, mỡ máu, cũng như là sáo tam phân, cũng là một trong những cây thảo dược quý ở Việt Nam mình. Nó cũng được biết đến với rất nhiều công dụng về gan và các căn bệnh ung thư. Ngoài ra thì một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe như mật ong và một số loại thảo dược dùng để ngâm rượu và chăm sóc sức khỏe. Quý cô chú có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân, vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Hiếu là 078-228-2345. Và những lúc anh em đi rừng không liên lạc được thì quý cô chú nhắn tin qua Zalo cho anh em. Khi mà trở về rừng thì Hiếu sẽ check tin nhắn và tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ cho quý cô chú hiểu thêm về những cái sản phẩm, những cái dược liệu ở rừng. Anh em rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ cho hai anh em để có thêm kinh phí xây dựng và phát triển kênh. Một lần nữa chúc tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.